Rồi, chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái sản phẩm khác của Budi. Thì Budi là một thương hiệu của Đài Loan và được sản xuất tại Đài Loan. Những sản phẩm của Budi hiện tại có mặt tại Việt Nam với những cái chất lượng rất là tuyệt vời, bởi vì sản phẩm của Budi rất là đẹp, cũng như là về chất lượng khi các bạn sử dụng cầm trên tay thì chúng ta có thể cảm nhận được cái khả năng của sản phẩm, cái chất lượng của sản phẩm Budi mang lại. Thì ở đây là mình xin giới thiệu các bạn một cái sản phẩm, đó là một cây hít ốc. Thì đối với sản phẩm hít ốc là sử dụng trong những cái trường hợp các bạn làm trong những cái rara, sửa chữa ô tô hay là xe máy, mà những con ốc vít có thể bị rơi vào những cái hốc xe hoặc trong những cái khu vực mà chúng ta khó có thể sử dụng tay để chúng ta có thể lượm nhặt những con ốc bị rơi đó, thì chúng ta sử dụng cái cây hít ốc này là một cái sản phẩm rất là phù hợp và sẽ mang đến sự hiệu quả tốt nhất cho các bạn trong quá trình chúng ta sử dụng. Thì đối với sản phẩm này có chiều dài là 820mm khi chúng ta kéo dài ra hết toàn bộ. Có một điều điểm yếu của sản phẩm này chính là nó không thể bẻ cong được trong quá trình chúng ta sử dụng. Vì vậy thì sản phẩm này cũng chưa phải là một sản phẩm mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Nhưng bên cạnh đó thì sản phẩm này có một điểm mạnh, đó chính là trong những cái điều kiện thiếu ánh sáng thì sản phẩm này có thêm một cái chức năng là đèn LED để chúng ta có thể chiếu sáng, chúng ta có thể dễ dàng lấy được cái vật chúng ta cần lấy ở những nơi bóng tối mà đôi khi chúng ta không thể nhìn rõ được trong những cái điều kiện ánh sáng yếu. Thì sản phẩm này giải quyết được vấn đề đó, chính là có được một cái đèn LED để hỗ trợ cho chúng ta. Thì rất là hy vọng là các bạn có thể quan tâm sản phẩm và theo dõi về sản phẩm và ủng hộ sản phẩm. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến clip ngắn này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.